Thưa quý vị, một chế độ ăn uống lành mạnh mặc dù không chữa triệt để bệnh thoái hóa khớp nhưng sẽ giúp cho người bệnh khỏe mạnh, tránh để tình trạng bệnh nặng hơn. Về vấn đề này, hôm nay trong chuyên mục Sống vui khỏe, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Khoa, trưởng khoa nội cơ xương khớp, Bệnh viện Chợ Giấy sẽ có những chia sẻ bổ ích gửi đến quý vị. Tất nhiên về khía cạnh gọi là y học cổ truyền ấy, thì họ cũng có một số vài thuốc dùng thuốc nam, thuốc bắc hoặc một số vị thuốc có thể giúp cải thiện cái triệu chứng và cải thiện cái triệu chứng của và cái gọi là cải thiện cái chức năng của khớp ở những bệnh nhân thoái hóa khớp. Tuy nhiên trên thực tế những cái loại thực phẩm mà bảo giúp gọi là tăng cái chất nhờn của khớp rồi giúp làm hết cái thoái hóa khớp thì chúng tôi cũng không có ghi nhận những loại thực phẩm nào đặc biệt như thế. Trên thực tế chúng tôi chủ yếu khuyên cho bệnh nhân làm sao có cái chế độ ăn hợp lý cân đối giữa các loại thực phẩm, tăng cường rau xanh, trái cây, nói chung là để mà duy trì cái cân nặng của mình ở cái mức lý tưởng và tránh lạm dụng rượu bia, thuốc lá, ví dụ như thế. Rồi cái chế độ ăn cân bằng giữa các loại thực phẩm như thế nó còn giúp cho đảm bảo cái tình trạng sức khỏe nói chung chứ không phải chỉ riêng với bệnh lý thoái hóa khớp. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.